Đây những cái phần mà các bạn thu vào này, các bạn sẽ chi ra khoản bao nhiêu này và số tiền còn lại thì nó sẽ hiển thị hết ở đây, nó sẽ tự động trừ và cộng cho các bạn không cần phải tính toán. Trên điện thoại iPhone có một cái ứng dụng khá là hay khi các bạn sử dụng, ví dụ như các bạn có một buổi liên hoan, các bạn muốn tính toán xem cái phần là thu vào hoặc là chi ra là bao nhiêu, và các bạn không cần phải là ví dụ như là máy tính tính từng mục một, nó sẽ có một cái phần nó sẽ tính sẵn cho các bạn để cho các bạn dễ quản lý. Thì ứng dụng đó gì thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn nhé. Bình thường ý, thì các bạn sẽ có những cái buổi liên hoan, ví dụ như họp lớp này hoặc là tất niên cuối năm, các bạn bạn là người đứng ra thu chi những cái khoản để cho cái buổi liên hoan họp lớp đó diễn ra thành công. Thì ngày trước thì các bạn có những cái quyển sổ tay nhỏ này, các bạn ghi vào những cái khoản thu bao nhiêu và chi bao nhiêu. Nhưng bây giờ thì các bạn ở trên những cái dòng điện thoại có những cái ứng dụng ghi chú như này thì các bạn sẽ ghi luôn vào đây. Các bạn sử dụng điện thoại đa số là có rồi. Ví dụ như các bạn thu vào này và chi ra là bao nhiêu. Nhưng mà các bạn muốn tổng hợp lại xem cân đối, xem dư ra bao nhiêu hoặc thu bao nhiêu, còn bao nhiêu thì các bạn lại phải lấy những cái máy tính các bạn cộng vào. Ví dụ như thu hôm nay là khoảng bằng này tiền, chi ra mua đồ hết bao nhiêu, còn bao nhiêu thì lại phải mất một cái khâu nữa, một cái bước nữa để các bạn có thể tính toán. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái tiện ích, một cái ứng dụng khá là hay giúp cho các bạn có thể quản lý cái phần chi tiêu của các bạn diễn ra trong trong một cái bảng thôi và các bạn không cần phải tính toán nhiều. Đây các bạn cùng tham khảo nhé. Các bạn dùng iPhone thì các bạn hãy lên cửa hàng App Store, các bạn tải cho mình cái ứng dụng tiện ích là tạo bảng tính ấn tượng là Number nhé. Đây này, cái ứng dụng của nó như thế này nhé. Đây giống như này thôi, Number nó rất là đơn giản như này thôi. Sau đó thì các bạn quay trở về, các bạn mở cái ứng dụng lên cho mình. Thì nó cũng là tiếng Việt, cũng rất là dễ dùng thôi. Các bạn sẽ chọn cho mình là chọn mẫu này. Đấy, chọn mẫu. Ở đây thì nó sẽ có rất nhiều nhé. Ví dụ như là về cơ bản này, tài chính cá nhân này, hoặc là kinh doanh giáo dục. Thì các bạn chọn cho mình. Ví dụ như mình là cá nhân ý, thì mình chọn tài chính cá nhân đơn giản thôi. Đấy, thì các bạn sẽ có rất nhiều những cái biểu đồ ngân sách. Ví dụ là ngân sách đơn giản này, ngân sách cá nhân này, tiết kiệm cá nhân này, và rất là nhiều nhé. Mình sẽ chọn cái phần là ngân sách đơn giản ở đây. Cái biểu đồ nó sử dụng nó dễ hiểu, rất là đơn giản nhé. Đây, như các bạn đang nhìn đây, mình sẽ zoom to một chút. Ở cái phần đầu này này, đấy, cái mục đầu tiên này, thì nó sẽ là cái phần là tiền vào này, tiền ra này, và tiền còn lại, các bạn nhìn này. Đó, thì để mà các bạn muốn thu, ví dụ như mình lấy ví dụ trong buổi họp lớp nhé. Các bạn muốn thu của những cái thành viên ấy, đóng góp để tổ chức buổi liên hoan ấy, thì các bạn sẽ ví dụ như mình sẽ lấy tên một cái thành viên là anh Tân chẳng hạn. Đấy. Đấy. Số tiền là bao nhiêu này? Ví dụ như khoảng một này đi, rồi. Đó, tiếp theo này. Này, bạn Ha này, tiếp tục này. Cũng rồi, đó, số tiền như thế. Và tiếp cứ như thế nhé. Đấy, các bạn có thể zoom lại này. Đây. Đấy, thì khi mình lấy ví dụ như mình đã thu hai khoản này rồi nhé, thì cái số tiền thì các bạn thu vào nó sẽ hiển thị ngay ở đây. Đó, để mà thêm cái phần tiếp theo ấy, thêm cái ô tiếp theo ấy này, các bạn sẽ chọn cho mình cái dấu bằng ở đây này. Đấy, nó sẽ có cái dấu bằng ở đây để thêm nhé. Đấy, các bạn sẽ được một cái ô trống nữa. Đấy, các bạn cứ thế là thêm được một cái ô trống nữa. Và tiếp tục này. Đó, các bạn sẽ nhập tên những cái khoản thu ở đây, ok chưa? Các bạn cứ thêm như thế nhé. Ví dụ như các bạn muốn mua cái thu vào này này, các bạn muốn thu thêm ấy thì các bạn cứ nhập cái dấu bằng như này, nó sẽ thêm cái phần là ô ở đây. Phía dưới này cũng vậy, các bạn cũng chọn cho mình cái dấu bằng. Đấy, các bạn cũng chọn cái dấu bằng đây này, MM đây này. Rồi, thì đây mình sẽ cho các bạn xem cái phần mình vừa gọi là demo cho các bạn nhé. Đó, ví dụ như tổng thu của mình ở đây. Thì các bạn sẽ thấy rằng ở đây nó sẽ là số tiền ở đây và mình sẽ tổng chi ở đây này. Đấy. Các bạn chi tiêu thu những khoản mua những khoản gì, các bạn sẽ liệt kê từng khoản ở đây. Đó thì cái số tổng chi phí ở đây nó sẽ là số tiền này và số còn lại nó sẽ là bằng này. Đấy, ở bên cạnh này các bạn nhìn chưa? Rất là hay nhá. Nó sẽ tự tính toán luôn giống như một cái bảng Excel ấy. Đây, ở bên này sẽ là có cái phần biểu đồ nữa này, các bạn nhìn này này. Đó, các bạn nhìn này này. Đấy. Đây là cái phần
xanh này nhiều nhất là 40% này, đấy là cái phần là mua thịt bò này, còn nhiều thứ nhì này, đấy ba cái này là bằng nhau nhé, 16%, đấy là màu cam này này, đấy biểu 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 thị cho từng mục là cái màu đó, các bạn có thể dễ dàng các bạn hình dung, đó rất là đơn giản đúng không các bạn? Đây tiếp tục nhé, nếu để các bạn đây này thêm một cái khoản các bạn thu vào nữa, đây các bạn có thể thêm vào, đấy mình ví dụ như là thu này, thu thêm này, đấy chuyển sang đây, đấy là này nữa, rồi đó thì cái số tiền thu được ý, thì ngay lập tức nó sẽ tăng lên nhé các bạn nhé, đó và số còn lại này cả trừ cái phần các bạn chi ra thì nó sẽ vẫn còn tăng như này nhé, bởi vì nó vừa thu thêm mà, đó thì cái phần này đấy nó lại tăng lên nhé, đấy, các bạn thấy chưa, ok chưa, rồi thì cái này khi mà các bạn tổng thu và chi xong ấy thì các bạn muốn gửi file cho tất cả các thành viên ấy thì các bạn sẽ ở đây nó sẽ có cái mục là các bạn chia sẻ, ở đây nó sẽ có cái phần là xuất ra phần PDF là những cái file bản PDF cho các cái thành viên để tham khảo đấy, hoặc là các bạn muốn gửi cho ai thì các bạn có thể chọn ra, thì các bạn sẽ nhìn cái dấu chia sẻ trên này, các bạn sẽ nhấn vào nhé, đó và các bạn sẽ nhìn thấy rằng có cái phần là xuất và gửi nhé, các bạn tiếp tục chọn vào và các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ có các cái định dạng, ví dụ như là PDF này, Excel này, CSV này, đấy, nhưng mà bình thường ấy, thì các bạn sẽ chủ yếu dùng hai cái phần là PDF và Excel thôi, thì các bạn sẽ chọn ví dụ như mình chọn là PDF này, rồi cái này thì các bạn cứ để bình thường vậy nhé, mặc định nhé. Đấy, sử dụng cài đặt in này khớp đấy, thì các bạn chọn là sử dụng cài đặt in đi, đấy ví dụ như các bạn muốn có máy in ấy, rồi các bạn sẽ chọn ở đây nha, xuất ở đây nha, các bạn nhấn vào đây thì đây chính là cái phần là cái bảng mà dưới cái file PDF mà các bạn sẽ nhận được, ví dụ như các bạn chia sẻ cho mọi người trong nhóm trong lớp thì các bạn có thể nhấn vào đây, do bây giờ các bạn muốn chia sẻ cho nhóm ở trên, ví dụ các bạn sử dụng nhóm trên Zalo này hoặc là một cái bạn lớp trưởng nào đó hoặc là người chịu trách nhiệm đứng đầu ấy thì các bạn sẽ chọn và chia sẻ này, đến đây thì các bạn sẽ chọn những cái người mà các bạn muốn chia sẻ muốn gửi hoặc là những cái nhóm mà các bạn muốn gửi nhá, và các bạn có thể chọn ở phía dưới này đấy, gửi qua Messenger này, Gmail này, Zalo này, đấy rất là hay nhá, đấy chúc các bạn thành công. Không biết các bạn dùng thế nào chứ bản thân mình thấy cái ứng dụng này khá là hay nhá, đấy giúp cho mình tiết kiệm được rất nhiều thời gian, đặc biệt là những cái buổi liên hoan cuối năm, ví dụ như mình trong video của mình cũng nói rồi, thì các bạn có thể áp dụng và có những cái trải nghiệm như nào thì các bạn hãy bình luận xuống phía dưới video giúp mình nhé. Đó, chỉ vài thao tác đơn giản như thế thôi, các bạn đã có một cái ứng dụng giúp cho các bạn tính toán công việc của các bạn một cách thuận lợi, không cần phải lấy máy tính bấm từng mục nữa. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều trong công việc. Và nếu các bạn thấy video của mình hay, hữu ích thì ủng hộ mình một nút like video và chia sẻ cho mọi người được biết nhé. Và đừng quên, nếu bạn nào lần đầu ghé kênh của mình, ủng hộ mình thêm một nút đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mình ra hàng ngày nhé.